Hello, xin chào tất cả quý chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Hậu Địa Phát. Hôm nay Hậu giới thiệu đến quý chị một cái lô đất anh chị. Đấy, cái diện tích của nó là ngang 7m dài 13 vuông vức anh chị. Đấy, anh chị coi nè, ngang 7m dài 13 vuông vức anh chị. Giá thì chỉ có 3,5 tỷ thôi. Anh chị coi nè, nhà cái lô đất mình đó là cái lô góc 2 mặt tiền anh chị. Đó, nó có cái mặt phía đây nè. Cái phía bên này anh chị đang thấy không? Mình đây hướng vô là cái mặt bên hông á, bên hông. Còn phía trước là phía mặt chính. Lô đất 2 mặt tiền ngang 7 x 13 vuông vức. Cái này mà để về anh chị xây ở thì rất là phù hợp luôn. Giá chỉ có 3,5 tỷ thôi. Thông tin cái lô đất thì Hậu xin trực tiếp với anh chị ở video tiếp theo nha. Đây, vị trí nhà mình cách 200m ra ngã tư Nguyễn Thị Thử nè, Võ Thị Hồi nè quý anh chị. Đó, đây là ngã tư Nguyễn Thị Thử và Võ Thị Hồi. Xung Thới Sơn, Hóc Môn. Đây, khu vực nhà giờ hiện tại đang được xây cao tầng rất là nhiều anh chị. Và dọc đường mình anh chị là đã được đều được thảm nhựa vỉa hè. Khu bên này bây giờ là phát triển cực kỳ nhanh luôn, rất là thông thoáng luôn. Giao thông giao thương kết nối rất là thuận tiện về trục chính Quang Trung, về Tô Ký và khu vực quận 12 anh chị. Về cả khu vực cả quốc lộ 22 thì cái tiện ích khu vực này bây giờ gọi là miễn bàn luôn. Và Hảo Địa Phát chắc chắn với anh chị luôn, khu vực Hóc Môn anh chị, đó là trung tâm, nó là tương lai, có nghĩa là giá trị tương lai cực kỳ cao ở khu vực này anh chị. Đó, từ cái vị trí đường Võ Thị Hồi thì anh chị đi ra chỉ là 50m thôi là đã vào cái khu vực nhà mình rồi. Cái khu vực khu phân lô được quy hoạch rất là bài bản anh chị. Đường nhựa 8m này anh chị coi nè, hiện tại thì nhà đã xây sang sát là full hết rồi. Chỉ còn lại sót lại mảnh đất của mình là mảnh đất lô góc 2 mặt tiền anh chị. Đấy, lô đất nhà mình có diện tích là ngang 7m dài 13 vuông vức, công nhận đủ. Khu vực được xây dựng tự do, xây cao tầng nha anh chị. Đấy, cái diện tích nhà mình rất là chuẩn anh chị và rất là phù hợp để anh chị mà xây một cái biệt thự lô góc 2 mặt tiền, rất là đẹp luôn. Cái diện tích thực tế đất của nhà mình anh chị thì nó là tới là ngang 8m dài 20 luôn anh chị. Có nghĩa là anh chị chưa tính cái phần vỉa hè và cái phần chừa sân đấy. Đó, còn cái diện tích mình được xây full. Khu vực đây là anh chị thấy này, nhà cửa đều đã được xây sang sát rồi. Hãy quay tổng quan cho quý anh chị xem nha. Hiện tại thì anh chị thấy không, là tụi con nít này chơi lóc nhóc rất là tiện ích, rất là thoải mái luôn. Bên này thì đều đã được xây hết rồi. Đó, đây là tổng quan cái diện tích mình. Lô đất mình thì hướng là hai mặt tiền, có hai hướng anh chị. Hiện tại anh chị đối diện mặt bên này đó là hướng chính tây anh chị. Đấy, còn hướng phía bên kia đó là hướng bắc. Rồi, đây anh chị coi nè, tổng quan cận cảnh cái lô đất của mình, ngang 7m dài 13 vuông vức. Đó, anh chị thấy cái chiều dài rất là rộng luôn anh chị. Đấy, khu vực thì đều được xây cao tầng sang sát với nhau. Khu này ở thì quá sướng luôn. Tiện ích thì anh chị về bên trung tâm Tô Ký quận 12 cũng rất là gần anh chị, không có xa. Bởi vì bây giờ là hệ thống đường giao thông ấy, xe hơi thông nhau hết rồi. Anh chị chạy rất là nhanh, rất là thông thoáng. Từ cái vị trí mình, anh chị đi đường Võ Thị Hồi, anh chị về bên quốc lộ 22 song hành và đi về Quang Trung, khu vực trung tâm quận Hóc Môn, cũng rất là gần, rất là tiện luôn. Anh chị xem hiện tại thì cái tụi trẻ nhỏ này, trẻ con chơi rất là lóc nhóc ngoài đường, rất là tiện ích, không ảnh hưởng đến ai, không ồn ào. Đó, anh chị coi nè, xe thì đậu thoải mái. Anh chị có xe hơi thì cứ về cái căn này về xây ra, chừa sân ra làm xe hơi đậu đổ thì quá tuyệt vời luôn. Đấy, khu vực này với cái bề ngang 7m thì cực kỳ hiếm. Mà giá thì chỉ căn này thì chỉ có là 3,5 tỷ thôi anh chị. Đấy, lô này là giá 3,5 tỷ. Giá thì còn thương lượng sau của bên chủ. Anh chị là không cần phải quan tâm cái giá chào đâu. Anh chị nào mà có nhu cầu mua cái lô đất này thì hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại của Hảo Địa Phát ở dưới video nha, để gặp trực tiếp chính chủ và thương thảo giá cả thôi. Anh chị thấy mấy cái số điện thoại trên này là số điện thoại của môi giới khác đấy. Đấy, anh chị xem video clip này thì ủng hộ Hảo, gọi trực tiếp bên Hảo để làm việc trực tiếp với chủ nha. Chứ còn anh chị mà gọi bên này là thông qua những cái môi giới khác rất là nhiều đó anh chị. Đây anh chị coi nè, diện tích mình rất là rộng rãi khu vực này. Đường Võ Thị Hồi, xã Xung Thới Sơn, huyện Hóc Môn anh chị. Rồi bây giờ Hảo sẽ chạy ra để anh chị coi tổng quan khu vực và tổng quan đường xá nha. Đây người ta gọi là cái đây là khu dân cư 54 anh chị. Đấy, tổng quan khu vực thì bây giờ hiện tại là mặt tiền nhà mình người ta xây biệt thự rất là nhiều luôn. Đây nè, khu dân cư 54. Đây, khu dân cư 54. Đấy. Đó, khu vực đường nhà mình hai hẻm thì đều hai cái mặt tiền phía trước nè. Anh chị đi hướng nào thì cũng đều thông về hết, thông về bên song hành quận 12 hết. Rất là tiện, rất là tiện ích. Hồi xưa khu vực này thì đường xá nó còn chưa có làm, bây giờ thì Hóc Môn người ta mở rộng rất là nhiều anh chị, được đầu tư rất là bài bản.
cơ sở hạ tầng bên này giờ gọi là viết số luôn anh chị, rất là hiện đại anh chị à. Đấy, điện đường trường trạm tất cả hệ thống, tất cả khu vực bên này tiện ích rất là nhiều. Đấy, mua khu vực này ở gọi là rất là sướng anh chị, không cái khu công nghiệp này kia ấy thì cái không khí không gian rất là trong lành, ở rất là sướng, mà về trung tâm cũng rất là gần anh chị. Từ khu vực này anh chị chạy ra đây ảo chạy trực tiếp anh chị luôn này, coi nè, đó tầm độ là chưa tới 200m là anh chị đã đến ngay cái ngã ba này. Đấy, đây là cái ngã ba đường Võ Thị Hồi và Nguyễn Thị Thử này quý anh chị. Đây anh chị coi này, Võ Thị Hồi, khu vực này thì anh chị chạy thẳng cùng với Hảo một trục luôn để anh chị đi ra đường Nguyễn Nhân Bứa ấy. Tổng quan khu vực anh thấy chị thấy không, bây giờ Hóc Môn là rất là lên luôn, khu đang lên anh chị, giá trị tiềm năng bây giờ nó còn rất là rẻ so với thị trường, mà anh chị bỏ qua anh chị không mua thì sau tầm vài năm khu Hóc Môn này nó lên rất là nhiều. Nếu mà nó được lên quận hoặc là nó lên trực tiếp với Củ Chi và lên thành phố luôn anh chị, thì cái giá trị khu vực này tiềm năng tương lai rất là lớn anh chị ạ. Này là ngã ba giữa đường Nguyễn Thị Thử với lại Nguyễn Nhân Bứa này của anh chị đó, lưu lượng xe qua lại rất là đông anh chị. Đây Nguyễn Nhân Bứa nè chị ơi, Nguyễn Nhân Bứa nha, đây là đường Nguyễn Thị Thử nè, còn phía trước mặt tiền mình là đường Nguyễn Nhân Bứa kìa. Thì bây giờ anh chị rẽ phải là anh chị về bên khu vực của đường sông Hành anh chị, rồi tiếp tục chạy anh chị thấy khu vực nha, tổng quan khu vực nha. Lô đất nhà mình thì có diện tích là ngang 7m, dài 13m vuông vức, khu vực được xây cao, xây tự do anh chị, giá thì chỉ có 3,5 tỷ thôi, giá còn thương lượng sau bên chủ, anh chị cũng đừng quan tâm mức giá, có thiện chí có thích có nhu cầu thì muốn qua xem, còn giá cả thì Hảo sẽ hỗ trợ anh chị mua được cái giá tốt nhất, anh chị yên tâm nha. Đây là anh chị chạy thẳng ở đây là cái đoạn khu vực đây là ngay giữa ngã tư đường quốc lộ 2 anh chị, quốc lộ 2 là bà Nguyễn Nhân Bứa anh chị ơi. Cái lưu lượng xe bây giờ là tầm giờ là 4:30 chiều rồi thì xe cộ qua lại khu vực này rất là đông luôn rồi. Đấy anh chị thấy không, cái lượng người bây giờ thì hiện tại là người ta đổ xô về bên khu vực quận 12 Hóc Môn rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Lưu lượng xe cộ bây giờ khu vực này rất là đông. Đấy, về trung tâm rất là gần. Một cái lô đất diện tích rất là khủng anh chị, ngang 7m, dài 13 vuông vức, khu phân lô mà giá thì chỉ có 3,5 tỷ thôi, giá còn thương lượng sau bên chủ, anh chị mua về thì đầu tư thêm tầm độ 1,5 tỷ 2 tỷ thôi, xây một cái nhà lên quá đẹp luôn. Đây là Hóc Môn anh chị, huyện Hóc Môn này đó, anh chị vào trung tâm của huyện Hóc Môn luôn rồi. Đây là đường Lý Thường Kiệt anh chị, lưu lượng xe qua lại rất là đông. Tổng quan khu vực, anh chị nào mà có nhu cầu mua nhà này hãy gọi trực tiếp đến số điện thoại của Hảo Điều Phát dưới video nha anh chị. Anh chị nhớ like, đăng ký kênh Hảo Điều Phát nha. Đây anh chị coi nè, đường Lý Thường Kiệt. Đấy, Lý Thường Kiệt. Khu vực đây thì tổng quan khu vực bên này anh chị thấy không, là ngân hàng rất là nhiều, BIDV nè, rồi ngân hàng Agribank này, tất cả là ngân hàng là tụ hộp về đây. Mãi vô quý anh chị ơi, chị với 3,5 tỷ anh chị đã sở hữu ngay một lô đất ngang 7m, dài 13 vuông vức anh chị, ngay khu vực Xuân Thới Sơn Hóc Môn anh chị ơi. Đấy, giá chỉ có 3,5 tỷ thôi, giá còn thương lượng sau bên chủ anh chị nha. Ngay khu vực hiện tại là trung tâm thành phố nè anh chị ơi, anh chị xem cái lưu lượng xe rồi khoa ngân hàng này, ngân hàng quân đội nè anh chị, rất là gần luôn. Bây giờ hiện tại bên này thì nó đang xây các cái cơ quan trung tâm hành chính anh chị, huyện ủy của Hóc Môn rồi, rất là nhiều dự án bên này. Hóc Môn dự kiến sẽ là một cái tương lai cả huyện Củ Chi đó anh chị, hai khu vực này gọi là tương lai của Bắc Sài Gòn anh chị. Đây cái tòa nhà mà đang xây anh chị có thấy block rất là nhiều đang xây, nó là cái trung tâm anh chị, trung tâm huyện ủy của nó. Đây coi, hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn. Đấy, đang xây dựng khu vực bên này, đây là nó là sau này sẽ là khu trung tâm hành chính của Hóc Môn anh chị. Tất cả ngân hàng quân đội, ngân hàng Agribank là đều tập hợp về đây. Anh chị mà mua đất mua nhà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh anh chị không có sợ mình bị mất giá bị lỗ đâu, Hảo khẳng định với anh chị luôn. Bởi vì anh chị thấy xem, ngay cả ở quê của Hảo ấy thì cái lưu lượng mà gọi là cái lượng người ấy, lượng người ở quê người ta vào ấy thì hết lớp tới lớp thôi. Thì Hảo vào đây là năm 2016, từ thời sinh viên vào đây học là 5 năm trong này, học chuyên ngành xây dựng.
rồi ra rồi cũng tiếp tục học, rồi ở lại Hồ Chí Minh làm việc, rồi biết hết lớp tới lớp, hết mỗi thế hệ đến mỗi thế hệ thôi, người ta cứ đổ dồn vào, người người nhà nhà đổ về Hồ Chí Minh làm ăn lập nghiệp, hay lập gia đình lập nghiệp, rồi cũng gọi là có nhu cầu ở này kia rất là thực tế, người ta mua nhà mua cửa này trong này, thành thử ra bây giờ là những cái khu trung tâm anh chị nó kín hết rồi, kín mít hết rồi, rồi ra các cái vùng mà hồi xưa gọi là vùng ven như là Tân Phú, Tân Bình đi, bây giờ nó cũng đã gọi là trung tâm rồi, cả quận Gò Vấp, rồi bây giờ tới quận Bình Tân, Bình Tân bây giờ người ta lại tiếp tục hướng về quận 12, sau khi quận 12 anh chị nó đổ bộ đầy hết cái dân cư thì tiếp tục là hướng về Hóc Môn Củ Chi, đó là cái điều là không thể tránh khỏi rồi. Nên là quý chị nào ấy có tiền mình hãy mua cho ngay cho con cái mình một cái lô đất hoặc là một căn nhà ở khu vực trung tâm Hồ Chí Minh hay là cả vùng ven để mình có cái dự trữ cái tài sản cho con cái quý chị à. Đấy. Mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời mà. Đấy, giá chỉ có 3 tỷ thôi. Còn thương lượng bên chủ với cái diện tích rất là khủng, ngang 7 m dài 13 vuông vức, đủ để chị xây một cái căn nhà mà gọi là lô gấp hai mặt tiền thoáng, hay là xây cái biệt thự rất là đẹp luôn. Đây là anh chị ôi kẹt xe quá trời trời luôn quý chị ơi. Bây giờ là nhìn lên là tí là cái đường Quang Trung anh chị, Quang Trung ấy. Kẹt xe quá luôn. Quá xá là kẹt xe luôn. Từ khu vực của đường Quang Trung ấy thì chúng ta về bên cái ngã tư ngã ba Già Chùa anh chị. Hồi xưa là ngã ba Già Chùa, bây giờ là ngã tư luôn rồi. Đó, khu vực này bây giờ đường Đặng Thúc Trịnh rồi với lại đường Tô Ký là mở rất là rộng luôn. Anh chị cùng nhau tham quan. Rồi xin cảm ơn chị nha. Anh chị có nhu cầu mua lô đất này để gọi trực tiếp số điện thoại của Thảo nha. Anh chị nhớ like, subscribe, nhấn chuông thông báo và đăng ký kênh Nhà Đất Thảo Địa Phát nhé. Cái bye và hẹn gặp lại.